Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà nha. Xin chào, con chào cô Chiến. Chào chị Thơm Lê. Chào cả nhà mới vào live nha. Hôm nay là em sẽ live giao lưu với lại mọi người, và kèm theo đó là sẽ bán một số quần áo đang còn tại shop nha mọi người. Lâu quá rồi, mải mê trong công việc thì bây giờ công việc phụ bán hàng cũng sẽ trở lại thôi. Hôm nay là em Nhung có một ủa, chó nó sủa quá. Hôm nay là trời ơi. Hôm nay là em Nhung có chó nó ồn quá mọi người ơi. Hôm nay em Nhung có quần 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 dài nè, rồi đồ bộ nè, rồi cái gì nữa ta, dầu gội. Mẹ con khỏe rồi, mẹ con về nhà rồi. Chào cô Hiền Đào, chào cô Hồng Tươi, chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một buổi tối an lành vui vẻ. Hôm nay sẽ giao lưu với lại cả nhà, và đồng thời sẽ em sẽ bán một số đồ tại shop như là dầu gội, bồ kết nè, combo nè, rồi đồ bộ, rồi quần quần ống suông. Hello chị Hồng Hạnh, chào Phước Lê, chào cả nhà, chào anh Quang Huy, chào cả nhà mới vào live nha. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Hôm nay là thứ mấy ta? Hôm nay là thứ ba. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ. Em mới đi siết răng về nè mọi người ơi, hôm nay cũng hơi đau một xíu. Cả nhà có nghe muốn nghe bài gì không, yêu cầu đi rồi em hát cho cả nhà nghe. Bữa hỏi Nhung mua đồ ở đâu không thấy Nhung trả lời hả? Nhung mua đồ ở đâu? Nhung bán đồ mà, chưa đi show diễn Đà Nẵng chưa tới mà cô. Hôm nay mới 28 mà, 31 tới ngày 1 lận. Chào chị Vi Sáng, chào cô Nguyên Đỗ. Răng em còn phải siết lâu không em? Chắc tầm tới tháng 10 á chị. Tháng 10 á chị, gắm rồi. Chào cô Hoài Cẩm. Muốn mua đồ của Nhung dạ? Bây giờ muốn mua đồ của Nhung thì ở lại cái like của Nhung để mà săn đồ nha cả nhà. Hôm nay là em cũng sale sale quần ống suông là đồng giá 100 ngàn. Rồi đồ bộ là đồng giá 120. Đồ bộ còn có 4 bộ thôi cả nhà ơi, cho nên là hôm nay cả nhà nhanh tay săn sale nha. Đêm tâm sự hả? Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngập ngừng. Chỗ đó của Nam hát em không nhớ lời. Hôm con hát ở Hải Phòng trang điểm rất đẹp. Ồ dạ cảm ơn cô. Cái hôm đó là con tự trang điểm á. À bán thuốc ngừa đột quỵ, chị cứ inbox cho Dr. Ngô Thị Hồng Thơ. Bác đó là bác sĩ, cô đó là bác sĩ, cho nên là chị sẽ liên hệ. Hello chị Ngọc Quỳnh, chị sẽ liên hệ với lại bác sĩ Ngô Thị Hồng Thơ để mà xem tư vấn rồi hãy mua nha. Con chào cô Kim Hoa, chào cả nhà, chào Nguyễn, chào chị Đông, chào Hoa Hạ, chào cả nhà mới vào live. Quần ống suông là quần gì em? Quần ống nó suông xuống á, ống bự nhưng mà nó suông xuống á mọi người. Chào chị Xuân Tịnh. Hello cô Út, sao Út nỡ vội lấy chồng? Dạ thôi bây giờ tới duyên tới thì lấy thôi,
Thương lắm mình ơi hả? Đêm nằm lại nhớ mình ơi, mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức, không biết giờ này mình ngủ chưa. Hôm bữa Tuyết Nhung bán phấn hồng mua đánh đẹp da lắm, đúng rồi. Hello cậu Huy, hello cả nhà nha. Bao đời ruộng nắng cần khô, mình ơi sớm khuya nuôi mẹ già. Em nào một câu than thở, thương lắm chỉ có mình thôi. Xin chào cả nhà cà phê miệt vườn hả? Anh đi cà phê sao đồ hôm tối hôm mò về. Bài đó là phải có nam đồ xong ca diễn đồ mới vui cả nhà ơi. Rất thích bé Nhung hát bài thương lắm mình ơi hả? Mai mốt em diễn với Sắc Long, em diễn tự nhiên. Dạ, trời ơi, như vậy là chưa tự nhiên hả cả nhà? Hai anh em mới hợp tác thôi mà. Mẹ em khỏe rồi, về nhà rồi. Mai, cái gì? Nhung ơi, Mai Long có show diễn kìa. Thì sao ạ chị? Anh Long có show diễn thì sao ạ chị Tuyết Lan ơi? Chị thích em hát bài Phận Đời Con Gái, em có thể hát tặng một đoạn Phận Đời Con Gái là: đêm về lòng đau xót xa lệ rơi, người đã quên rồi những lời thề xưa, thề non hẹn nước chung tình, thề luôn chỉ có đôi mình, hẹn một đời yêu chí mình tôi. Còn Long vẫn hơi rụt rè. Ừ, em mà em tự nhiên rồi mà. Trời, con chó nó sủa hoài luôn. Và chó này nó sủa hoài. Không giờ rồi hả? Không giờ rồi, anh ngủ đi thôi. Hơi đâu mà lo lắng anh ơi. Hello, hello ngoan xinh yêu của chị Thiên Ngân. Bọn mình nghèo túng để cho quên, ngày sau giàu có mới thương thêm. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi Ngân biết chưa Ngân. Hơi đâu sao Ngân còn thao thức trong đêm. Thà nghèo mà biết mến thương nhau, còn hơn giàu có đổi thay màu. Thôi Ngân đừng buồn nhé Ngân. Ok thì Ngân có thể đi ngủ. Cảm ơn cả nhà nha. Bộ ơi đừng khóc thôi, bài đó buồn lắm, em không dám hát bài đó nữa cả nhà ơi. Show Đà Nẵng hát bài gian dở, gian dở và gian dở. Thôi tình gian dở. Và gian dở Thiên Ngân hát hay lắm nè cả nhà. Cả nhà kêu Thiên Ngân lên hát luôn đi cả nhà ơi. Lên sân khấu bạn diễn tình cảm cuốn hút người xem, ai cũng ủng hộ hai đứa. Dạ cảm ơn em, cảm ơn chị An Nhiên. Em với Long Ngân muốn đi ngủ kìa em ơi. Ngân nè, Ngân đi ngủ đi Ngân ơi. Cái gì không bảo Long đến cùng cho vui? Không bảo Long đến cùng cho vui là sao ạ? Không hiểu ạ. Ok rồi bây giờ em sẽ lên quần ống suông cho cả nhà. Hôm nay đã em sale là còn 100.000 một cái nha cả nhà. Cả nhà mua thì inbox thông tin số điện thoại cho em Nhung để em Nhung chốt đơn nha. Cả nhà mua thì inbox thông tin số điện thoại cho em Nhung và chốt mã trên like. Em có mã ở trên like luôn nha cả nhà. Nhung còn hát với Sang nữa không? Dạ tại vì chưa có show thôi, nhưng mà có thì em sẽ hát à. Nắng hát
khát khô cả họng luôn nè hả? Ok rồi. Thôi còn 4 bộ đồ bộ em bán hết luôn, 4 bộ đồ bộ đi. Đồ bộ. Đồ bộ này cả nhà, vải là gấm xước 120 một bộ. Form là 55 kg đổ xuống. Gấm xước. Đồ ngủ big size đi chị ha. Em bơi trong đồ ngủ, em mê bơi trong đồ ngủ lắm hả? Xin lỗi em, hôm nay chị không có bán rồi, hôm nay chị không có bán đồ big size rồi. À, cái gì ta? Gọi là nhỏ là gì ta Ngân? Nhỏ tiếng Anh là gì Ngân? Small hả? Small size đúng không? Small size đúng không? Là nhỏ đúng không? Sao nhỏ đúng không? Mà đòi big size là sao? Quần ống suông, ống rộng không? Có chị. Vậy em đi ngủ hả? Thôi đừng ngủ, ở đây chơi đi, ở đây tương tác với chị đi nào. Đó chứ, nè cả nhà ơi, bộ này là bộ màu hộp gà vàng, vàng đồng 120k. Cả nhà mua thì lên mã B1. B1 cho em Nhung nha. B1. Lên mã B1 rồi nhắn tin số điện thoại địa chỉ cho em. Cho em Nhung nhé. B1 120, B1 120. 55 kg đổ xuống. Thân hình more size mà em thích big size lắm. Thì đó. Đúng rồi, small size là nhỏ đúng không? Đây nè rồi, 120 mã B1. Ai chốt thì chốt trên bình luận rồi inbox thông tin cho em nha. Ai chốt thì chốt trên bình luận rồi inbox thông tin cho em với. B1. Rồi qua mã B1. 55kg đổ xuống nha cả nhà. Tay dài quần dài mà có 120 thôi. Nhỏ bằng small. Đúng rồi, con nói đúng rồi. Dầu gội 380 một combo nha cả nhà. Combo gồm gội, xả và chai xịt dưỡng tóc, mọc tóc. B1 Lê Thị Kim Liên. Chốt đơn cho cô Liên. Đợi con xíu nha. Con đi lại nha coi. Hết B1 rồi nha mọi người. Hết B1 rồi nha chị Đông ơi. Chị Đông ơi, em cái em like ở bên cái app này á. Em thấy bình luận của ai thì em sẽ chốt cho người đó trước nha. Cô Lê Thị Kim Liên ơi, cô nhắn tin cho con số điện thoại nha. Số điện thoại, địa chỉ luôn cho cô. Em có dầu gội combo bộ kết. Để em like đồ bộ hết đi. B2. B2 cũng giống như mẫu nãy, quần dài tay dài. Size 55kg đổ xuống. Size 55kg đổ xuống 120. Size 55kg đổ xuống 120. Tay dài quần dài. Màu này là màu xanh da trời. Nhưng mà có pha một, có ship ra Bắc. Rồi B2 em thấy cô chị Đông rồi. Chị Đông B2. Ok. Chị ơi, chị Kim Liên ơi, chị cô Kim Liên, cô inbox cho con nha cô. Tại vì cô ở đây là con bị trôi tin nhắn. Trời ơi, chờ Tuyết Nhung để chạy vô xem hả? Thôi mọi người. Có 59kg hả? Dạ, hôm nay em không có 59kg. Rồi, B3, B4. B3 nè, B3, B4, cả nhà chốt B3, B4 không ạ? B3, B4, B3 màu xanh rêu, B4 màu hồng. 55kg đổ xuống. Ai chốt không ạ? Chốt thì bình luận trên like rồi inbox thông tin cho em nha. Cả nhà nhớ inbox thông tin cho con nha, để con biết. Con gửi hàng chứ không in, không có nhắn tin cho con là con không có biết gửi, con gửi hàng đâu. B3 nè. Tay dài quần dài. B4 nè. 55kg đổ xuống 100. Lấy B4 cho chị. Chị tiếng Trung á. Chị tên gì vậy chị Tiếng Trung ơi? Em nhớ em có gửi đồ cho chị rồi mà không nhớ. Sai này anh mặc màu hồng được không? Anh mặc chắc nó tới. Ở tới đây của anh quá. Rồi B3 cho chị Đông. B4 là cho, đợi con xíu nha. B4 là cho cô, cho chị tiếng Hoa gì nè.
chị Thùy hả? Thùy hay Thuy hay Thủy hay Thủy hay Thúy? Thủy, rồi 75kg hôm nay em không có rồi, cả nhà ơi. Rồi, em hết đồ bộ rồi, bây giờ em qua đồ quần. Quần ống suông này 65kg đổ xuống nha cả nhà. Quần ống suông hôm nay sale 100.000 một cái. 65kg đổ xuống. Lên quần đây 65kg đổ xuống. Phải gân. Vậy em phải đuổi cho mọi người, phải đuổi á. 65kg đổ xuống 100k. 65kg đổ xuống, mã là A1. Màu đen nhiều á. A1 có nhiều màu. Inbox làm sao em? Chị nhắn tin á. Chị nhắn tin á, chị nhắn tin vô trong cái Facebook em đang like nè. Hết rồi, con không có đồ 60kg. Rồi này A1. A1 100k cả nhà ơi, A1, A1 100k. Rồi chị Đông, chốt chị Đông. Thật là lẻ làng. À, còn một cái y chang. Còn một cái y chang A2. A2. 65kg đổ xuống 100.000. 65kg đổ xuống 100.000. A2 vải đuổi. Vải đuổi nha mọi người, vải đuổi. A2 rồi chị Phúc Vũ. Đợi em xíu mình đi cái. Mẫu này có màu nâu luôn cả nhà. A2 con hết rồi. A2 con hết rồi. Ba quần đen A2 con hết. Bây giờ nè, con like quần nào cả nhà thích thì cả nhà chốt luôn trên like luôn nha. Khi nào mà con ghi là con ghi tên của người nào là của người đã được chốt. Rồi A3. Cả nhà phải nhanh tay nha. A3 65kg đổ xuống. A3. A3. A3 rồi chị. Hết A3. Cả nhà theo dõi giùm em nha. Rồi A4 màu xanh rêu. A4. Nhanh tay lên nha mọi người ơi. A4. A3 em đã chốt cho chị Thủy rồi. Hết A3. Còn A4, A4 đây mọi người. A4 100.000, đồng giá 100.000, 65kg đổ xuống A4 rồi. Lẹ quá. Chị Thủy lẹ quá chị Thủy ơi. 100kg em không có. Em chốt A4 cho chị Thủy rồi. Còn nhiều lắm mọi người, yên tâm đi, màu đen cũng còn nhiều lắm. Yên chí lớn. A5. A5 màu này rất sang luôn. Những cô lớn lớn tuổi một chút. A1, A2 hết rồi chị. Còn màu đen nhưng mà mẫu khác. A5. Cả nhà chốt A5 ạ. Chốt A5 giùm em. A5 100k. 100k một cái chị. Chị Nhi 100k nha. Đồng giá 100k, 65kg đổ xuống. Quần ống suông rộng, vải đuổi. Có vải thun nữa. Mặc rất là mỏng nhẹ, đẹp lắm. Mặc cái áo thun rộng á. Em thì em mặc áo thun rộng. A5 rồi chị Thủy. Em thấy chị Thủy A5. Ôi cái mẫu này nhiều lắm á. A6. A6. Em chốt cho chị Thủy A5 rồi nha. Rồi A6 nè. A6 này phải nhanh lẹ lên nha mọi người. Em thấy bình luận của ai trước thì em sẽ chốt cho người đó trước. A6 vải đuổi. A6 100k luôn. 65kg đổ xuống. Trời ơi chị Thủy quá lẹ. Quá nhanh quá nguy hiểm vậy chị Thủy ơi. Ôi, còn cái A7 nè. A7 cái giống cái màu hồi nãy. Hồi nãy chị Thủy lấy rồi nè. A7 mọi người ơi. A7 A7 45kg được ạ. 45kg được. A7. A7 này là chị Thủy có rồi nha. A7 màu này chị Thủy có rồi. A7 vải đuổi 100k. Gọi là 65kg đổ xuống thì tầm 45-65kg đổ xuống. Cả nhà mang vừa nha. Vân Nguyễn. Chốt cho chị Vân Nguyễn. Chị Vân Nguyễn nhắc cho em số điện thoại địa chỉ nha.